kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Ủy Uy. ủy. Sáng ngày mùng 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Uy đã về dự sinh hoạt đảng với các đảng viên của chi bộ thôn Đồng Lư thuộc đảng bộ xã Đồng Quang. Trong tháng 10 năm 2024, tri ủy chi bộ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang đã thường xuyên quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt lãnh đạo nhân dân, đoàn kết tập trung phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng thôn văn hóa, nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa vụ mùa năm 2024 triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2024-2025, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc thi mô hình giữ gìn thôn, tổ dân phố, sáng xanh sạch đẹp an toàn, mô hình cổng trường an toàn trên địa bàn thôn, tăng cường công tác quản lý về đất đai, thực hiện công tác giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn trách nhiệm, các đồng chí đảng viên trong tri bộ đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo dự thảo của tri bộ, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như quan tâm công tác vệ sinh môi trường, quan tâm đến nguồn kinh phí hoạt động của thôn, đề nghị huyện quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng nhà truyền thống của thôn Đồng Lư, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, thực hiện tốt cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn. Phát biểu tại buổi dự sinh hoạt tri bộ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, thành ủy viên, bí thư huyện ủy ghi nhận những kết quả tri bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Thọ đề nghị tri ủy tri bộ thôn Đồng Lư tiếp tục duy trì tốt việc triển khai sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt tri bộ, các nghị quyết của tri bộ ban hành đảm bảo sát thực tiễn, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tri bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tri bộ tiếp tục chú trọng chỉ đạo các đoàn thể, đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân thay đổi tư duy đột phá, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, phát triển kinh tế, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết, phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, trồng hoa, cây xanh bóng mát, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Sáng nay, huyện ủy Quốc ngoài tổ chức công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Cân Hiếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện dự trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định số 4528 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của huyện ủy quốc oai về việc điều động luân chuyển cán bộ để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã Cân Hiễu nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Đạt Tuấn, phó tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân ủy ban nhân dân huyện trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đạt Tuấn nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đàm Công Lợi đánh giá cao quá trình nỗ lực phấn đấu, năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đạt Tuấn trong suốt thời gian qua. Đồng thời đề nghị đồng chí Tân Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ cùng với tập thể Đảng bộ xã Cân Hữu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ xã Cân Hữu đoàn kết phát triển. Sáng ngày 4 tháng 11, Ủy ban dân huyện Quốc Oai vừa tổ chức hội nghị trao thưởng cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn huyện tháng 10 năm 2024. Đồng chí Hoàng Nguyên ưng, ừ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi của huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo đánh giá chấm điểm của ba đoàn kiểm tra của huyện ở 21 cơ sở thôn trong tháng 10 do các xã đề xuất cho thấy việc triển khai thực hiện đã có sức lan tỏa, góp phần tạo nền nếp thường xuyên, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng môi trường cảnh quan, trang trí đường làng ngõ phố xanh sạch đẹp, an toàn. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, xây dựng các pano khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan về cuộc thi đã được các địa phương tập trung triển khai thực hiện qua đó đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức cá nhân và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp công sức kinh phí thực hiện trồng hoa trồng cây xây dựng các cụm tranh bích họa chỉnh trang các tuyến đường tuyến phố tăng cường chiếu sáng công cộng đảm bảo mỹ quan duy trì và nhân rộng các mô hình tuyến đường nở hoa tuyến đường kiểu mẫu tại một số tuyến đường các thôn làng tổ dân phố khu dân cư Căn cứ kết quả kiểm tra và chấm điểm của các đoàn kiểm tra và tiêu chí đánh giá của cuộc thi thì số điểm cao nhất mà cơ sở thôn đạt được là 90 trên 100 điểm và thôn có số điểm thấp nhất là 60 trên 100 điểm. Thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi đã ban hành quyết định khen thưởng cho 5 cơ sở thôn có số điểm cao nhất bao gồm giải nhất thuộc về thôn Yên Thái xã Đông Yên, giải nhì thôn Đồng Âm xã Phú Mãn, giải ba thuộc về thôn Văn Khê xã Nghĩa Hương và hai giải khuyến khích thuộc về các thôn Dương Cốc xã Đồng Quang và Sơn Trung xã Yên Sơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi của huyện, đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì, bám sát hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động được sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân tham gia duy trì vệ sinh môi trường, thường xuyên trồng cây, trồng hoa ven đường và các điểm công cộng, chỉnh trang cảnh quan trước nhà, trong ngõ xóm. Sáng ngày mùng 3 tháng 11 tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sơ khảo phần thi sân khấu hóa cuộc thi tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 cùng thi đua số 5 gồm các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây. Cuộc thi tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, tổ chức với hai hình thức là thi trực tuyến và thi sân khấu hóa. Phần thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 với 4 tuần thi và đã có 658.135 lượt người dự thi. Phần thi sân khấu hóa được tổ chức cấp thành phố với hai vòng thi vòng sơ khảo với 5 cuộc thi được tổ chức tại 5 cụm thi đua của Mặt trận Tổ quốc thành phố để chọn ra 5 đội xuất sắc tham dự vòng thi trung khảo. Tham gia vòng sơ khảo, các đội đã trải qua 3 phần thi là phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi kỹ năng. Tại hội thi, các thành viên của đội thi huyện Quốc Oai đã thể hiện xuất sắc trong cả 3 phần thi, giới thiệu, kiến thức về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Và đặc biệt ở phần thi kỹ năng, thông qua hình thức sân khấu hóa, huyện Quốc Oai đã mang đến hội thi tiểu phẩm giám sát để an toàn. Tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, trang phục đạo cụ đẹp, tạo không khí vui tươi nhưng vẫn khái quát được những điểm nổi bật của địa phương đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trải qua 3 vòng thi, huyện Quốc Oai đạt giải phần thi xử lý tình huống hay nhất và đạt giải 3 vòng thi sơ khảo phần thi sân cầu hóa cuộc thi tìm hiểu luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cùng thi đua số 5 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội hội thi không chỉ là dịp để tìm hiểu thêm về những nội dung của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở mà còn là cơ hội để các cán bộ làm công tác mặt trận học hỏi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện dân chủ tại cơ sở đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động của các cơ quan đơn vị địa phương và người dân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận tìm hiểu nâng cao hiểu biết về các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về dân chủ ở cơ sở đặc biệt là luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.